Hồi ức chiến trường ca, tập 2, số 1, tác giả Trần Văn Phú. Tôi trở về đơn vị ngày 19 tháng 7, rồi lên điểm tựa từ rất sớm vì nóng lòng muốn biết cụ thể trận đánh quyết liệt diễn ra ngày hôm qua. Gọi điểm tựa, về mặt tác chiến là ở thế phòng ngự kết hợp tiến công khi có cơ hội, điểm chốt mang nhiệm vụ chặn địch. Lúc này, đội hình toàn sư đoàn 341 cùng các đơn vị bạn đang căng ra suốt chiều dài một dẻo biên giới Tây Nam của Tổ quốc, tạo nên những điểm tựa liên hoàn bảo vệ nhân dân, sẵn sàng chiến đấu tiêu diệt bọn lấn chiếm và phản công địch khi cần thiết. Quang cảnh khu vực Săng Ke buổi sớm thật yên ả, bầu trời cao xanh không một gợn mây, nắng đã trải êm dịu. Những cây thốt nốt, xù xì, thô cứng, vươn đài lá xanh thẫm, gió nhẹ thổi miên man, mát rượi. Cánh đồng nước ngập tới bờ, đàn cá phóng chạy khi nghe tiếng bước chân người, mấy con cò trắng lò dò, cần mẫn kiếm tìm thức ăn. Trên không trung, những con kền kền giang cánh bay đi bay lại như đang tìm mồi. Xa xa, tiếng chim cu ném vào không gian tiếng gáy đều đều, rục rã. Cảnh vật yên tĩnh tới độ, không thể nghĩ nơi đây vừa mới hôm qua diễn ra trận đánh thật khốc liệt giữa ta với bọn lính Pốt xâm chiếm đất đai Tổ quốc. Bộ đội ta dầm mình giữa đồng trống nước ngập, đợi giờ tấn công địch đang chiếm giải bờ đất. Tình thế vô cùng bất lợi, khi trời sáng hẳn, bọn Pốt ở phía cao quan sát rõ toàn bộ đội hình quân ta phơi giữa cánh đồng, chúng đã điên cuồng nã đạn. Hễ nhận thấy người nào hô xung phong hay cầm súng ngắn là chúng biết đó là chỉ huy và ra sức xối xả đạn vào. Ngay sau đợt tấn công đầu tiên, chúng đã phát hiện thấy tiểu đoàn trưởng Nguyễn Song Thao là chỉ huy nên đã tập trung hỏa lực nhằm bắn. Đồng chí Thao cùng mấy chiến sĩ trinh sát hy sinh. Cho đến lúc anh em kéo thi thể tiểu đoàn trưởng Thao về phía sau, địch vẫn điên cuồng xả đạn, khiến mấy đồng chí nữa hy sinh. Rồi trận đấu pháo, đấu súng rung mặt đất, khói thuốc nổ khét lẹt như đốt cháy không gian. Nhiều đồng đội bạn thân của tôi đã ngã xuống chính ở giữa cánh đồng trống này. Họ đã hy sinh, đã chấm dứt cuộc đời khi tuổi còn rất trẻ. Tôi đi thẳng vào sở chỉ huy trung đoàn, rồi đến ban chính trị. Các anh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm chính trị, trợ lý mừng rỡ khi thấy tôi. Tuy thế, tôi vẫn bắt gặp vẻ mệt mỏi căng thẳng trên mặt mọi người. Họ đang tập trung giải quyết hậu quả của trận đánh hôm qua. Có nhiều việc cần phải làm gấp, ai cũng thấy vội vã. Đồng chí chủ nhiệm chính trị trung đoàn nói với tôi: "Ông về đại đội ngay, nơi đó đang rất cần đến ông. Ngày hôm qua, đại đội 1 của ông cùng tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3, các anh em đại đội trực thuộc trung đoàn đã chiến đấu vô cùng dũng cảm, ngoan cường. Chúng ta đã thu được thắng lợi, mặc dù nhiều đồng chí hy sinh, bị thương. Số anh em hy sinh chưa lấy được thi thể còn nhiều, anh em vẫn nằm giữa đồng nước. Trong đó đại đội 1 của ông có đồng chí Công chính trị viên trưởng cùng nhiều anh em nữa. Nhưng tình hình này ta vẫn phải cắn răng để anh em nằm lại đó. Ông phải làm tốt công tác tư tưởng với anh em còn lại. Quân lực sẽ nhanh chóng bổ sung quân số cho đại đội ông. Ông về ngay đi." Hối thúc tôi về nhanh mà giọng đồng chí chủ nhiệm nghẹn ngào. Tôi biết tâm trạng anh không còn bình tĩnh nữa. Nước mắt các trợ lý lặng lẽ chảy dài. Hy sinh, mất mát trong trận hôm qua quả là rất lớn. Rất nhiều cán bộ tiểu đoàn như tiểu đoàn trưởng Nguyễn Song Thao, trung đội trưởng Ngô Khắc Quyền cùng nhiều cán bộ đại đội, trung đội, tiểu đội, chiến sĩ. Nhiều cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm và bản lĩnh chiến đấu cao hy sinh trong một trận đánh như vậy quả là hiếm khi gặp phải. Bên cạnh đó, nhiều chiến sĩ trẻ có người vừa được bổ sung vào, lính cũ và lính mới còn chưa thuộc hết mặt, chưa quen giọng nói của nhau đã hy sinh. Thật là đau đớn.
đau xót hơn khi thân xác nhiều đồng chí vẫn còn nằm ở cánh đồng ngập nước, bị đỉa bu bám. Sự tổn thất ấy với tình thương đồng đội hy sinh chưa thu được thi hài đã khiến mọi người bàng hoàng, xót xa. Nhưng xét toàn cục, chúng ta đã đập tan âm mưu tấn công vào khu vực phòng ngự của trung đoàn 273, hòng chiếm giải đất này của ta. Chúng ta đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch, khiến chúng phải rút chạy khỏi con đập mà chúng chiếm mấy ngày. Tuyến phòng ngự của trung đoàn, sư đoàn được giữ vững. Suốt đêm qua, bọn địch lo đốt xác đồng bọn bị ta trừng trị. Địch không dám tập kích hay cho từng toán nhỏ sang đánh lén nữa. Chúng đã bị giáng trả đích đáng bằng những đợt pháo cối hạng nặng chụp xuống đội hình. Xác nhiều tên xâm lược bị hấp tung, số còn lại chạy thoát thân. Tinh thần bọn chỉ huy cũng như binh lính đã nao núng, sợ hãi. Rời sở chỉ huy trung đoàn, tôi nhanh chân đi về điểm tựa của tiểu đoàn 1. Khi đến nơi, đã thấy anh Chính, chính trị viên tiểu đoàn, cùng anh Vinh, tiểu đoàn trưởng, đang ngồi chụm đầu trên bản đồ, bàn bạc trong căn hầm nửa chìm nửa nổi. Khi anh Vinh bắt tay và hỏi thăm sức khỏe của tôi xong, đồng chí Ngô Quang Vinh sau này là đại tá cán bộ Bộ Tổng Tham mưu và đã hy sinh trong một chuyến công tác ở nước bạn Lào. Đồng chí Chính sau này về nghỉ hưu, sống tại quê nhà, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Anh lâm bệnh nặng đã từ trần. Anh Chính nói ngay, đại đội 1 của ông bây giờ chỉ còn anh Thư quản lý, cậu Tùng anh nuôi, ông về nữa là 3 người. Điểm chốt của đại đội đã được các đơn vị trực thuộc thay chốt. Tạm thời nhóm của ông hãy ở luôn vị trí tiểu đoàn bộ. Tôi nén tiếng nấc bật ra. Cả một đại đội quân số tương đối đủ mà bị thương, hy sinh chỉ còn lại 2 người là quản lý và anh nuôi. Quả là tổn thất chưa từng có. Trong cả cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng chưa nghe thấy tổn thất đến độ sau một trận đánh, một đại đội chủ lực chỉ còn lại 2 người. 2 người này thuộc về quân số phục vụ, nếu xung trận chắc gì đã còn. Hình như nhận thấy sắc mặt của tôi, anh Chính nói như an ủi rằng trận ấy có thể ta thua về chiến thuật nhưng thắng về chiến lược. Chúng ta đạt được mục đích chính của cấp trên đề ra là giữ vững toàn tuyến phòng ngự. Mấy câu phân tích ngắn gọn của anh Chính cũng không làm cho tôi nguôi đi nỗi đau buồn của sự tổn thất quá lớn ấy. Rồi tôi chợt nhớ, cách đây mới hơn một năm, sư đoàn 341, trong đó có đơn vị tôi, từ căn cứ Long Bình nhận lệnh hành quân gấp lên biên giới Tây Nam đánh địch lấn chiếm đất đai tổ quốc. Mới chừng đó thời gian, biết bao nhiêu đồng chí, đồng đội tôi đã ngã xuống trên dẻo đất dọc biên giới Tây Nam này. Nhiều trận ta đánh thắng nhưng bộ đội bị thương, hy sinh quá lớn. Từ chỗ có ý kiến đánh giá quân đội Pol Pot, nghĩa là bọn phản bội lại nhân dân Campuchia, phản bội truyền thống đoàn kết của nhân dân Việt Nam Campuchia, chỉ là những đội quân nhỏ lẻ, vũ khí thô sơ, trình độ tác chiến không cao. Qua thời gian đã thấy nhận định đó không đúng. Bè lũ phản động Pol Pot thực hiện những âm mưu xảo quyệt, chiến thuật đánh lớn, có lúc động binh nhiều sư đoàn, kết hợp lối đánh du kích mà chúng học được ở ta. Chúng được trang bị pháo hạng nặng hỏa lực chi viện tối đa, đã gây cho ta biết bao khó khăn. Trận đánh vừa qua là thế, tuy cuối cùng đạt được mục đích đề ra, nhưng thương vong tổn thất của ta quá lớn. Anh Chính đích thân dẫn tôi về nơi đứng chân của đại đội 1. Thông thường nhiệm vụ này có thể giao cho trợ lý hay chiến sĩ trinh sát, thậm chí cần vụ. Nhưng có lẽ anh quý tôi, nhiệm vụ sắp tới cũng quan trọng mà quân số không còn, nên anh muốn trực tiếp đưa tôi đi để trao đổi thêm tình hình. Trên đường đi anh cho tôi biết thêm về tình hình địch ở đây, những đoạn đường lính địch thường mò sang cài mìn. Tôi thấy nhiều chỗ trên đường có những vũng sâu, chắc là dấu vết đạn pháo, mìn nổ. Khi hai chúng tôi vừa bước vào căn hầm nửa chìm nửa nổi, anh Thư quản lý, chiến sĩ nuôi quân Tùng, vội đứng lên ôm chầm lấy tôi, òa khóc. Anh Thư nói trong nước mắt, anh em mình bị hết cả rồi, anh Phú ơi. Tùng anh nuôi mếu máo,
anh Đấu, anh Viên chưa lấy được thi thể. Các anh ấy vừa đi đánh trận đầu, chính trị viên ơi. Đồng chí Nguyễn Anh Thư sau chuyển ngành về làm hiệu trưởng một trường phổ thông trung học. Hiện anh đang nghỉ hưu tại xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, Thái Bình. Tôi biết Đầu, tiểu đội trưởng nuôi quân, Viên là anh nuôi mới được điều về đơn vị chiến đấu, đã ngã xuống khi chân ướt chân ráo vào trận. Anh Công chính trị viên cũng đã hy sinh, chưa lấy được thi thể. Sau một trận đánh mà không lấy được thi thể liệt sĩ, cho dù đồng đội đã cố gắng hết sức, cũng đủ biết tình hình cuộc chiến gay cấn, quyết liệt đến nhường nào. Tôi cảm thấy đau đến nghẹt thở, không nói nên lời, chỉ biểu cảm bằng cách ôm lấy các anh, vỗ vai, vỗ lưng, thay lời an ủi. Trước sự tổn thất không gì bù đắp nổi này, nỗi đau nhói tim gan, khó tìm được ngôn từ để diễn tả, để an ủi nhau. Các anh cũng đã rất dũng cảm, rất trách nhiệm trong trận sống mái ấy với kẻ thù, nên mọi lời động viên đều vô nghĩa. Trong nỗi đau thương xót xa tột cùng này, tôi cũng không cầm nổi nước mắt. Ngay từ khi vừa lập sư đoàn, chúng tôi đã gặp nhau. Thời gian vừa qua, chúng tôi luôn bên nhau, cùng đứng trong một đường hào, ngủ chung căn hầm, san sẻ từng bánh lương khô, nhường nhau từng ngụm nước, chia nhau từng viên đạn. Trước kia, thời kháng chiến chống Mỹ, từ những ngày tháng luyện tập trong nắng lửa, gió Lào ở Vĩnh Linh, rồi hành quân vào chiến trường miền Đông Nam Bộ, chiến đấu, bám giữ ở Trơn Thành, Dầu Tiếng, Bầu Bàng, tiến công địch giải phóng Trảng Bom, Long Khánh, Biên Hòa, Sài Gòn, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Đất nước thống nhất, chúng tôi được chọn làm nhiệm vụ quân quản thành phố Sài Gòn Gia Định. Gian khổ, vui sướng đều bên nhau. Bây giờ các anh hy sinh, không lấy được thi thể, tôi không đau đớn sao được. Gần một năm trời rong ruổi chiến đấu dọc miền biên giới, hy sinh nhiều, nhưng chưa lần nào đơn vị tôi bị thương vong nặng nề, hy sinh nhiều người trong một trận như lần này. Nếu như tôi không bị thương ở trận trước, không đi viện, hôm qua tham gia chiến đấu, thì không biết giờ này tôi, thân xác tôi, có khi cũng nằm giữa cánh đồng ngập nước ấy. Đúng là trong chiến tranh, sống chết cũng có chút may rủi, nó xảy ra trong tích tắc, không thể lường trước được. Cũng thật khó cắt nghĩa. Nghĩ vậy, nhưng tôi không hề vui mừng vì mình sống mà đồng đội hy sinh. Bởi vì tôi đã mất đi những người thân ruột thịt của mình, là anh em, đồng chí, đồng đội. Đợi cảm xúc mọi người dịu xuống, chính trị viên chính nói: "Các cậu bình tĩnh lại đi. Tôi và toàn thể anh em tiểu đoàn chia sẻ với anh em, chia sẻ tổn thất này với đại đội 1. Bây giờ mọi người nên nghỉ ngơi dưỡng sức đã. Đầu giờ chiều mời anh Phú lên làm việc với quân lực tiểu đoàn. Anh Phú cần nắm lại số anh em bị thương, số liệt sĩ chưa lấy về được." Nghe anh Chính nhắc tới anh em đang nằm lại giữa cánh đồng ngập nước, tôi cố nén xúc động. Làm sao sớm đưa các anh về được là việc làm cần kíp, nhiệm vụ quan trọng bậc nhất. Anh Chính nói: "Chúng ta sẽ củng cố xốc lại đội hình để bước vào những trận đánh mới. Tình hình sẽ còn rất ác liệt, đòi hỏi chúng ta hết sức nỗ lực." Tôi nói với anh Chính: "Anh về tiểu đoàn đi, để tôi trò chuyện với anh em một lúc." Anh Chính bắt tay mọi người rồi đi về hướng sở chỉ huy trung đoàn. Nhiều việc đang chờ anh ở đấy. Tôi kéo anh em ngồi xuống, hỏi chuyện tình hình trước khi đi chiến đấu. Đúng là hỏi cho có lệ, chứ đầu óc tôi như trống rỗng, rối bời, ai nói cũng chẳng nghe rõ, chẳng nhập tâm được gì. Lần lượt những khuôn mặt quen thuộc của anh Công và các anh em hy sinh cứ hiện ra trước mắt và xung quanh tôi. Câu nói của anh Công mới cách đây 3 hôm, trong lúc chúng tôi nhâm nhi chén rượu trước khi anh trở về đơn vị: "Trung đoàn đang có kế hoạch đánh lên để đưa anh em về, cứ văng vẳng đâu đây." Đôi mắt to sáng, thông minh, đầy nghị lực của anh ám ảnh tôi.
Bây giờ anh cùng nhiều anh em nằm lại trong vùng địch kiểm soát, xót xa biết bao. Tình hình thế này liệu có bao giờ mới đưa được anh cùng các anh em về với quê hương, về yên nghỉ trên đất mẹ? Bỗng tiếng pháo của Pốt từ bên kia biên giới bắn sang, hú qua đầu chúng tôi rồi nổ ở phía sau. Ý nghĩ của tôi lập tức bị cắt ngang. Tôi choàng tỉnh, tình cảm có phần ủy mị vụt tan biến rất nhanh. Liền lúc đó tiếng súng bộ binh của địch đồng loạt nổ ở xa. Chắc bọn này bắn phụ họa với pháo vậy, chứ đâu dám đánh sang. Tôi trở lại với hiện trạng thực tế, nói với anh em: chiến tranh tàn khốc đến thế đó, sự việc đau thương này muốn hay không cũng đã xảy ra rồi. Trung đoàn, sư đoàn sẽ có kế hoạch đưa anh em về. Nhất định chúng ta sẽ đưa được các đồng chí ấy về yên nghỉ trên quê hương. Đó là mệnh lệnh của chúng ta. Bây giờ anh em mình cứ tạm nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe, đợi cấp trên bổ sung quân số. Một số anh em bị thương nhẹ đi viện, mấy ông thuộc diện lang bang đang ở hậu cứ cũng trên đường về đây. Chiến trường ác liệt bom đạn, nhưng vẫn là nơi rèn luyện, cải biến con người chưa thật tốt thành người rất tốt. Chúng ta củng cố biên chế nhanh để còn bước vào trận chiến mới. Tình hình rất khẩn trương, nhưng tuyệt đối ta không nóng vội. Vì trong chiến đấu, nóng vội khi quân số thiếu, tinh thần bộ đội chưa ổn định sẽ dẫn tới thất bại. Cuộc chiến ở biên giới Tây Nam này có vẻ còn dài lắm. Thấy mọi người im lặng nghe không có ý kiến gì, tôi dặn thêm cần canh gác cẩn thận, đề phòng từng nhóm lẻ lính Pốt sang phục kích. Mọi người gật đầu, gương mặt người nào cũng rám nắng, má hóp lại, mắt trũng sâu, nhưng toát lên vẻ cương nghị. Anh em nán lại một lát như để lắng xúc động, rồi lẳng lặng đi về hầm nghỉ ngơi. Nhìn dáng anh em lầm lũi bước đi, lòng tôi như thắt lại. Chiến sĩ ta là vậy, dù gian khổ, biết sẽ bị thương, hy sinh bất cứ lúc nào, nhưng không hề có nao núng hay chùn bước. Mấy ngày tiếp theo, dọc tuyến chốt của các đơn vị tương đối yên ắng, bọn chỉ huy địch không dám xua quân sang tập kích như những đêm trước nữa. Phải chăng chúng đã ngán trước sự chiến đấu dũng cảm, vô cùng hào khí quyết tử của bộ đội ta, và bằng các loại hỏa lực gây tổn thất nặng nề cho chúng? Hay địch đang thăm dò ta, đợi ta sơ hở sẽ đánh úp? Trinh sát cho biết địch vẫn căng quân, tổ chức từng cụm chốt dọc bờ mương, nhưng cũng không tập trung đông quân như trước mà đóng giải ra, như để trấn an tinh thần binh lính hay là hù dọa ta. Thỉnh thoảng chúng bắn dăm trái pháo, cối, nổ vài tràng đạn vu vơ. Cấp trên của chúng tôi nhận định bọn Pốt thấy hướng này khó nhằn nên đã chuyển sang hướng tấn công sư đoàn 7, sư đoàn 9 rồi. Tuy vậy, chúng tôi cũng nêu cao cảnh giác, luôn tổ chức bám điểm tựa, canh gác rất chặt chẽ, đưa những cụm hỏa lực lên đứng ở tuyến trước. Trinh sát quân báo luôn nắm chắc sự di chuyển của các đơn vị địch. Chúng ta đã biết đối với giặc Pốt, hễ chúng ta sơ hở là phải trả giá bằng sự thương vong. Từ khi Pốt gây ra cuộc chiến tranh này, không chỉ đơn vị tôi mà nhiều đơn vị khác đã thấy được lính của chúng cũng giỏi mò mẫm, dòm ngó, hễ phát hiện ra sự sao nhãng của ta là nó tập kích liền. Ngoài ra, chúng cho những tốp mỗi tối vài ba tên mang mìn, thường là mìn K3, mìn Zip, lẻn qua các điểm tựa của ta vào sâu nội địa, cải giữa các con đường đất. Phải nói rằng chúng ngụy trang mìn rất tinh vi xảo quyệt, gây sát thương không chỉ bộ đội mà cả dân thường của ta. Có ý kiến Pốt tạo ra cách xâm chiếm đất ta bằng mìn không phải là không có lý. Tuy thế, trong nghệ thuật quân sự, khi đối phương im lặng là lúc ta cần phải cảnh giác cao độ nhất. Bởi vì trong sự im lặng bên ngoài là sự chuyển dịch những cánh quân, tạo thành mũi tấn công bất ngờ nhất. Ở chiến trường, người lính luôn cảnh giác. Những khi đối phương im lặng là lúc ta cần trinh sát nắm địch nhiều nhất. Trung đoàn tổ chức hội nghị quân chính rút kinh nghiệm trận đánh ngày 18 tháng 7, phổ biến tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Đồng chí sư đoàn phó 10 thứ và chỉ huy trưởng trung đoàn đều đánh giá cao về ý chí chiến đấu và thắng lợi của toàn đơn vị.
chúng ta đã phá vỡ, đập tan được âm mưu bu bám tiến công đẩy lùi ta của ba sư đoàn tinh nhuệ nhất của Pốt. Sinh lực địch bị ta tiêu diệt tiêu hao rất nhiều, hiện tại địch đã co đội hình, tinh thần hoảng sợ không dám tiến công nữa. Đó là nhận xét đánh giá trận tấn công địch của ban chỉ huy trung đoàn. Tiếp theo là báo cáo của các cơ quan tham mưu chính trị. Đại để mọi ý kiến đều đánh giá trận vừa rồi tuy gặp khó khăn, rất nan giải khi tiến công địch, thương vong lớn. Nhưng cán bộ chiến sĩ, anh em các tiểu đoàn, đại đội trong trung đoàn cùng các đơn vị phối thuộc đều rất dũng cảm. Cũng có một vài ý kiến cho rằng tổn thất trong trận đánh ấy là khó bù đắp nổi khi đơn vị ta mất đi những cán bộ ưu tú như Nguyễn Song Thao, Ngô Khắc Quyền và nhiều đồng chí khác. Có ý kiến nêu lên ta để nhiều đồng chí đang nằm lại giữa cánh đồng là còn món nợ lớn của chúng ta với anh em. Ý kiến của đồng chí làm công tác đảng, công tác chính trị thì nêu bật tình hình sức khỏe, tinh thần của bộ đội hiện tại diễn biến phức tạp, trong khi nhiệm vụ của chúng ta vẫn phải chốt thật vững khu vực này. Vậy nên thủ trưởng các đơn vị cơ sở phải nhanh chóng ổn định tư tưởng cho chiến sĩ, quân lực phải bổ sung đủ quân số, cơ quan hậu cần phải bổ sung trang thiết bị, thuốc men đầy đủ để toàn đơn vị nhận nhiệm vụ. Đồng chí Mười Thứ, sư đoàn phó, cũng nói về việc đề nghị của đồng chí Thao, đề nghị cho tổ chức đánh chiếm bờ đập trong đêm. Đây là một vấn đề đặt ra để tham khảo nhưng không thể có giải đáp, vì sự việc đã qua rồi, không thể có thử nghiệm lại. Đồng chí Mười Thứ nói, có ý kiến cho rằng ta tiến công địch trong đêm sẽ giành thắng lợi, vì chưa thấy bất lợi của chúng ta là từ đồng nước vận động khó, tầm quan sát thấp. Hỏa lực bắn thẳng của Pốt đang rất mạnh, trong khi hỏa lực của ta rất khó chi viện trong đêm. Vì thế, việc lấy bảng bắn tọa độ khó khăn khi đội hình của ta đã sát gần địch rồi. Trước đó có nhiều ý kiến cho rằng nếu cấp trên chấp nhận đề nghị của tiểu đoàn trưởng Nguyễn Song Thao tiến công địch ngay trong đêm sẽ tạo nên bất ngờ, chiếm được con đập nhanh chóng, tránh được tổn thất. Nhưng giờ đây lại thấy đồng chí Mười Thứ và ban chỉ huy trung đoàn đã quyết định có lý khi không chấp nhận việc tiến công bờ đập trong đêm. Tuy thế vẫn có nhiều tiếng xì xào, tỏ ra chưa đồng thuận với nhận định của sư đoàn phó Mười Thứ, nhưng cũng không có phát biểu nào để phân tích, bảo vệ việc tấn công địch trong đêm là đúng. Thực ra trong hội nghị này, các chỉ huy trực tiếp tham gia trận đánh hầu hết đã bị hy sinh, bị thương đi viện. Số cán bộ đang dự họp trong tâm trạng đau thương, bàng hoàng, xót xa. Tuy bức xúc chưa đồng tình với sư đoàn phó Mười Thứ, nhưng chẳng ai phản ứng lại, là vì tâm trạng chưa ổn định, chưa ai đưa ra được ý kiến phản biện nào khác. Thực ra, không phải cán bộ trong hội nghị này không dám phát biểu phản ứng nhận định của sư đoàn phó và mấy cơ quan tham mưu tác chiến. Trong số cán bộ tiểu đoàn, đại đội, ở đây, nhiều người từng chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ được đào tạo cơ bản ở các trường sĩ quan, học viện. Họ có đủ lý luận để phân tích, nhưng có lẽ họ nghĩ trận đánh đã kết thúc, phát biểu găng với nhau trong hội nghị cũng chẳng để làm gì. Còn bài học rút kinh nghiệm về trận tiến công ấy sẽ bàn kỹ sau. Hơn thế, việc sư đoàn phó và ban chỉ huy trung đoàn không muốn tiến công ban đêm có lẽ sợ bộ đội không thấy địa hình, bị hỏa lực địch đánh trả sẽ gay go hơn. Trước mắt đơn vị còn nhiều việc phải làm, ngồi tranh luận liệu có ích gì. Vậy là mọi người cũng xuôi theo những phân tích của trung đoàn và trực tiếp là của sư đoàn phó Mười Thứ. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.